Chào các bạn quay lại Hashi Shopwood. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái skin Ashi. Bắt đầu thôi. Thank you.
vậy thì chúng ta sẽ kết thúc toàn dần đến đây. Nãy nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập video tiếp theo. Tạm biệt.